Vâng, hello, em chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của Hoàng Sáu TV. Và tiếp tục cập nhật những thông tin và diễn biến mới nhất liên quan đến vụ cháu Tính 12 tuổi bị cha dượng bạo hành ở Tây Ninh. Thì có lẽ là video này em muốn cập nhật cho tất cả quý vị và các bạn rằng là có lẽ sẽ phải dừng lại quý vị ạ. Bởi vì sao? Bởi vì hiện nay thì chúng ta đã biết rằng là cha dượng thì hiện tại vẫn chưa thể nào mà truy tìm được. Cũng như là có rất nhiều những cái thông tin mà nó mang cái chiều hướng hai chiều khác nhau. Thì có thể rằng là quý vị các bạn cũng đã biết rằng là cháu Tính hiện tại thì đã được giải cứu thành công. Và hầu như không ai đề cập đến cái vấn đề ở đây là bắt cha dượng phải chịu tội nữa. Mà nó đã gọi như là không được dư luận quan tâm nữa rồi. Đó, nên là mọi người có thể nói rằng là bây giờ quý vị khán giả cũng có nói với em rằng là hãy để cho cháu Tính được yên. Đó, thì để cho cháu ấy có một cuộc sống sau này sẽ tốt đẹp hơn. Và không cần bắt ông cha dượng đó phải chịu tội. Thì đây là một cái video mà sẽ là những cái câu chuyện mà chia sẻ đối với tất cả mọi người. Bây giờ thì quý vị khán giả đang xem trên kênh của Hoàng Sáu TV là quý vị, các bạn muốn là sự việc này sẽ tiếp tục. Đó là tiếp tục ở đây là gì? Để truy tìm tung tích ông cha dượng này, truy tìm ông cha dượng này để đối chất làm rõ sự việc về cái vấn đề bạo hành, về cái vấn đề ở đây là đã tra tấn Tính trong suốt thời gian qua. Và tiếp theo nữa là làm rõ về cái vấn đề ở đây là có sàm sỡ chị của Tính hay không. Thì cái vấn đề này thì chị của Tính cũng như là mẹ của Tính không có ý kiến gì. Thì thôi, đấy là cái việc của họ, mình cũng không có quan tâm cái chuyện đó ha. Còn cái chuyện của Tính bị bạo hành thì đây rõ ràng không phải là cái chuyện mà nó mang cái tính chất là riêng của Tính, mà nó mang cái tính chất đây là cả cộng đồng và cả xã hội. Cái câu chuyện mà bạo hành trẻ em của dì ghẻ của cha dượng thì nó không còn quá xa lạ đối với tất cả chúng ta. Và em cũng là một cái YouTube mà đã cập nhật rất nhiều những cái vụ án mang cái hơi hướng ở đây là những cái vụ án về bạo hành, về trẻ em, về những cái vụ việc mà cha dượng con ghẻ, rồi là tất cả những cái vụ án như vậy đều mang cái hơi hướng là giúp đỡ những kẻ yếu thế. Thì hiện nay thì lại có một số cái thông tin ở đây là bây giờ bé Tính đã được giải cứu rồi, thành công rồi, thì bây giờ hãy lo cho cuộc sống của cháu Tính được vui vẻ hơn. Thì em cũng có vừa xem được một cái thông tin ở đây là nói chung là cái người mà đã giúp đỡ cho bé Tính có nói rằng là bây giờ là chỉ muốn cho cháu được yên thôi, không có muốn nhắc đến nữa. Thì như vậy có nghĩa là mọi người đang muốn rằng là bỏ dở cái cuộc này. Nên là đây sẽ là một cái video rất là buồn. Thì có thể nếu như mọi người ủng hộ thì em sẽ tiếp tục cập nhật. Còn nếu mọi người mà like ở video này và bình luận ở dưới video này và nói em dừng lại thì em sẽ dừng lại quý vị nhá. Và đây cũng là một cái video để thăm hỏi cái ý kiến của tất cả mọi người rằng là tất cả quý vị và các bạn đang xem cái kênh của Hoàng Sáu TV là bây giờ mọi người có chia sẻ như thế nào. Mọi người muốn Hoàng Sáu TV dừng lại hay là tiếp tục cập nhật cái thông tin này, bởi vì là nó có rất nhiều những cái sự ủng hộ và cái sự gọi là lên tiếng rằng là hãy tha thứ cho bé Tính đi để cho được yên đi. Nhưng mà em nói với tất cả quý vị và các bạn rằng là bé Tính đã đòi được công bằng đâu, đúng không? Cha dượng thì vẫn chưa xuất hiện. Có thể nói chúng ta có thể nói rằng là từ cái sự việc ở đây chúng ta thấy rằng là bây giờ thì cháu Tính đi mua điện thoại mới, đúng không? Được người chăm sóc ăn no đủ, nhưng mà chúng ta đâu biết được ngày mai, đúng không? Bởi vì hôm nay chúng ta thấy như vậy đó, được dư luận quan tâm thì nó như vậy đó. Nhưng mà ví dụ một cái nào đó là cháu Tính không còn hot được như trước đây nữa thì cái người mà nhận làm cha kia liệu có cho lo cho em cuộc sống được no đủ hạnh phúc như cái lời đã nói hay không? Thì đấy, em vẫn nói với tất cả mọi người rằng là cái công bằng ở đây nó không phải chỉ đến một chốc lát mà nó mang đến ở đây là toàn xã hội. Bởi vì những người mà gây ra những cái tội ác đó, những người mà đã gây ra những cái sự đau thương đó và đã chà đạp lên những cái người yếu thế như vậy thì họ phải bị xử lý. Nhưng mà dường như từ cái hôm mà cháu Tính đã gọi là vượt hàng trăm km từ bên Tây Ninh, có thể là về bên Củ Chi gặp gì và sau đó được một cái người gọi là ân nhân đã trợ giúp cho cái số tiền lớn để có thể là từ bên Tây Ninh về với quê Đồng Tháp, là về bà ngọ bà và ngoại. Thì đến ngày hôm nay chúng ta đã biết rằng là về cái việc đối chất sự việc thì chúng ta chỉ thấy được rằng là ở hai mẹ con của họ lên trên mạng để có thể nói là để thanh minh về cái việc đã làm, và còn thêm gửi thêm những cái gọi là đòi khởi kiện rồi là tố cáo những cái người mà làm YouTube ấy. Nói chung là họ bảo là họ vu khống. Thực ra chúng ta thấy ở đây rằng là cái tất cả những cái sự việc này xảy ra thì nó đều là những cái lời nói của Tính với lại là chị của Tính và mẹ của Tính. Thì chúng ta thấy rằng nó không có khớp nhau. Thì ở đây thì xã hội thì họ chắc chắn sẽ là quan tâm cái vấn đề này, thì họ cũng có cái vấn đề là phân tích đó. Nhưng mà em nói với tất cả quý vị và các bạn rằng là hiện nay ấy, thì hầu như không có bất cứ một cái kênh nào ha là muốn ý định ở đây là đi tìm cha dượng. Nhưng mà bọn em thì lại muốn, bởi vì bọn em nói rằng là bởi vì phải tìm bằng được, đi để làm gì? Thứ nhất là để xem có đúng là bạo hành hay không đó. Thì bởi vì là bạo hành trẻ em thì chúng ta phải, đấy là một cái tệ nạn của xã hội, chúng ta phải lên án để có thể đòi lại công bằng chứ. Còn không phải là hiện nay á, là quý vị các bạn hãy xem đi, là kênh những cái sự việc xảy ra hiện nay đối với bé Tính ấy là sẽ lo cuộc sống vui tươi hơn, vui vẻ hơn và có tiền và có điều kiện hơn, thì đó chưa chắc đã là phải là những yếu tố mà thay đổi cuộc sống của cháu sau này. Bởi vì sao?
Đó, em nói với tất cả quý vị và các bạn rằng là ví dụ như là giúp được về vấn đề gia đình, ví dụ như là cha trong tính, cha ruột ấy, cha ruột trong tính thì là một người gọi là cũng rất là hiền và rất là khổ. Thứ nhất là khổ về cả tính và khổ về cả điều kiện và cái vấn đề kinh tế, bởi vì là bố cháu thì bị đau như vậy đúng không? Bị đau đi vác xi măng, bị đè, bị gãy ở bên chân. Và sau đó thì cũng gọi là vợ thì bỏ đi theo trai, rồi là con thì cũng như vậy nữa, đâm ra là thành bây giờ ông ấy có thể rất là buồn. Vậy thì bây giờ chúng ta đã thấy nhìn thêm là liệu là bố của Tính sẽ làm gì từ đây về sau để có tiền để sinh sống, để có thể nuôi Tính đây. Không thể nào mà đi theo một người cha nuôi mãi được. Và em nói với tất cả quý vị và các bạn rằng là cuộc đời thì nó không biết được ngày mai ra sao, bởi vì là hôm nay Tính cách như vậy nhưng có thể ngày mai sẽ thay đổi. Và kể cả những cái người mà còn thân cận nhất cũng có thể rời xa nhau. Mà em nói với tất cả quý vị và các bạn rằng là bây giờ ấy thì dư luận quan tâm cái vụ của cháu Tính này, nhưng chưa chắc ngày mai dư luận đã quan tâm, bởi vì nó kết thúc. Nên là em nói với tất cả mọi người rằng là hiện tại thì tất cả chúng ta đều mong muốn là ông cha dượng xuất hiện và đối chất giữa sự việc ở đây là để đòi lại công bằng, và công an cũng có thể đã là vào cuộc để xem xét cái vụ việc này. Nhưng mà hiện nay chúng ta đã thấy rằng là ông cha dượng không có xuất hiện, đúng không quý vị? Và người mẹ và người chị thì đã nhận được thông tin là ở hàng xóm xung quanh ấy thì là cãi lộn tùm lum khắp nơi đó và gây hấn tùm lum, nói chung là nói là vu khống cho gia đình của họ để làm nhục họ trên mạng xã hội. Thì em vẫn nói với tất cả quý vị và các bạn rằng là ở đây là họ không phải là họ làm nhục về một đứa trẻ, mà ở đây họ nói đến cái tư cách của một con người, đúng không quý vị? Bởi vì ở đây là chúng ta nhìn thấy rõ sự việc là ở ông cha dượng này, ông cha dượng này chỉ là cái người gọi là thứ nhất là bà này bỏ đi theo thôi và tha thêm hai đứa con đi theo. Và hai đứa con này có bị đánh hay không, bị đánh hay không quý vị? Là Tính nói là có. Vậy thì làm gì chúng ta có chuyện là vu khống? Cái thứ hai là cha ruột của Tính và mẹ của Tính vẫn còn giấy đăng ký kết hôn, thì cái ông kia không có tư cách để nói là cha dượng, đúng không? Bởi vì đấy chỉ gọi là người tình thôi, đấy gọi là mèo mả gà đồng thôi, bởi vì pháp luật chưa có công nhận cái điều đó, đúng không quý vị? Trừ khi mà Tính, cha Tính và mẹ Tính đã làm giấy ly hôn, đã ký, thì lúc đó mới gọi là mới đúng pháp luật. Còn bây giờ trên cái giấy tờ ấy thì vẫn là vợ chồng, đúng không? Vợ chồng đúng nghĩa, bởi vì vẫn là giấy kết hôn rồi thì vẫn là vợ chồng mà. Nên là em nói với tất cả của mọi người ấy, một người đàn bà mà có thể sẵn sàng thấy chồng mình là thứ nhất là về cái vấn đề về sinh lý ha, thứ nhất là về sinh lý, cái thứ hai là về điều kiện về kinh tế, và cái thứ ba có thể là về cái vấn đề ngoại hình đó, nên là đã rời bỏ ông này để đi theo ông kia. Thì em nói với tất cả mọi người là liệu có chắc chắn rằng sau này bà này sẽ ở chung thủy với ông cha dượng kia, đúng không? Liệu có thể đi với người khác hay không? Nên là em nói với tất cả mọi người rằng là câu chuyện này ấy, bây giờ vẫn được rất nhiều quý vị khán giả đặc biệt quan tâm. Mọi người vẫn đang lo cho bé Tính rằng là không biết là ông dượng có xuất hiện hay không và công bằng có được đòi lại cho cháu Tính hay không. Đó, nên là mọi người vẫn quan tâm. Nhưng mà đến ngày hôm nay chúng ta đã thấy rằng là có nhiều những cái sự gọi là lên tiếng với tất cả quý vị và các bạn rằng là nói rằng là có thể là sẽ dừng vụ này lại đi và hãy xem theo dõi những cái vụ án khác, bởi vì vụ này đã kết thúc rồi. Đó, thì nên em cũng làm một cái video này để nói với tất cả mọi người rằng là mọi người muốn em dừng video này ở đây, muốn dừng cái sự việc này ở đây, hay là quý vị và các bạn muốn em đi tiếp, thì nếu như quý vị và các bạn ủng hộ ha thì em vẫn sẽ cập nhật thông tin. Hay là hiện nay thì có rất nhiều những cái vụ án, ví dụ như là cái vụ của anh Hận mà có 5 đứa con và vợ thì bỏ đi theo vợ bỏ đi theo trai. Đó, vợ trẻ bỏ đi theo trai đập đá gì đó và bỏ 5 đứa con. Thì hiện tại cũng có rất nhiều dư luận bảo em là hãy cập nhật cái thông tin về vụ án đó. Thì em cũng nói với tất cả mọi người là mọi người quý vị khán giả hiện nay là có muốn em cập nhật cái thông tin về cái vụ của anh Hận 5 con đấy hay không. Nhưng theo em tìm hiểu qua thông tin cũng như liên kết với tất cả bạn bè thì hiện tại anh Hận này thì đang ỉ lại cho Mạnh Thường Quân và chỉ có chờ cái tiền của Mạnh Thường Quân mà không chịu đi làm. Thì đấy cũng là một cái tệ nạn và đấy là một cái sự gọi là đánh lừa khán giả để có thể là kiếm tiền trục lợi. Thì em cũng sẽ làm rõ cái vấn đề này ha, nếu như mọi người yêu thích. Còn cái vụ việc của cháu Tính thì em nói với mọi người là cái sự việc này thực ra nó vẫn chưa kết thúc đâu. Bởi vì sao? Bởi vì người cha dượng xuất hiện, cái người mà làm cho cháu đau đớn vẫn chưa bị xử lý. Và quý vị và các bạn có biết được rằng là ví dụ như cái vụ này nó trôi qua rồi thì sau này đúng không, cha dượng với mẹ của Tính về quê nhà bà ngoại nó đánh Tính thì sao, đúng không? Rồi là chúng ta đâu có biết được cái chuyện ngày mai ra sao. Biết đâu sau này thì cháu Tính lại bị bạo hành, lại bị đánh đập, là tại sao mày nói trên cộng đồng mạng, rồi ai có đảm bảo được cái sự an toàn cho cháu Tính hay không, đúng không? Nên là em nói với tất cả mọi người là sự việc này vẫn đang được nhiều người quan tâm, nên em cũng rất là buồn khi nói với tất cả quý vị các bạn cái video này. Nhưng đây cũng là một cái video mà nói lên cái thứ nhất là mọi người nói với em là nếu mà thương yêu cháu Tính ấy thì tại sao lại làm cái clip mà về cái vụ án này. Thì em nói với mọi người là không phải chúng ta chỉ dành riêng cho cháu Tính, em nói với quý vị và các bạn như vậy, chúng ta đấu tranh ở đây là dành cho những đứa trẻ sau này nữa, bởi vì những cái vụ bạo hành tương tự nó có thể xảy ra. Nhưng mà nếu những cái vụ này mà được xử lý nghiêm, đúng không, được bắt ông cha dượng này là phải đền bù hay là phải trách nhiệm, thì có thể là những cái vụ án, những cái sự việc sau này thì sẽ giảm bớt đi. Đó, tất cả chúng ta đều mong muốn như vậy. Nhưng mà quý vị khán giả có mong muốn như thế nào thì tất cả mọi người sẽ comment ở bên dưới cái video này để cho em biết được cái ý của tất cả mọi người, xem là mọi người sẽ muốn Hoàng Sao TV làm về cái nội dung gì, làm về thông tin gì để có thể cập nhật cho tất cả mọi người xem.
À, em cũng cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem hết video này. Cũng như mọi người đừng quên để lại một lượt bình luận. Và quý vị và các bạn muốn em cập nhật thông tin về vụ án nào thì mọi người comment nha. Và nếu quý vị và các bạn muốn em đi tiếp tục là công bằng cho cháu Tính và truy tìm cha dượng này thì mọi người sẽ bình luận ở bên dưới video này. Còn nếu như không muốn cập nhật thông tin về cháu Tính nữa và để cho cháu được yên, để cho cháu được là vui tươi như bây giờ, là không điều tra, không có truy tìm cha dượng nữa, thì mọi người cũng bình luận bên dưới video này quý vị nhá. Rồi em xin dừng video ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết video này quý vị nhá. Chào tất cả mọi người.